quân dân kháng chiến Quảng Nam Đà Nẵng. Và quý vị quan khách, anh chị em báo chí, trước hết tôi xin được chúc quý vị và quan khách một năm mới Ất Mùi khỏe mạnh, an khang và thịnh vượng. Năm nay đến dấu 40 năm chúng ta xa quê hương yêu dấu. Đà Nẵng là thành phố đông dân cư thứ hai sau Sài Gòn, với núi cao hùng vĩ và bờ biển rộng lớn. Đà Nẵng là nơi tôi đã lãnh trách nhiệm chỉ huy sư đoàn 2 bộ binh và quân đoàn 1 gần 8-9 năm với nhiều trận đánh khốc liệt với Cộng sản Bắc Việt. Sau 40 năm dưới chế độ Cộng sản, Đà Nẵng đã đi vào quên lãng vì đoàn quân thiền chiến Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta mà một số đông quý vị ở nơi đây đã phải ly hương để tìm cuộc sống tự do. Hiện tại đất nước đang trải qua một giai đoạn mới với những cuộc vận động nhân quyền, những khâu, những hiệu nài dân oan, những đấu tranh đòi quyền sống của công dân và nông dân như đánh dấu một thay đổi mới trong lịch sử của đất nước. Tương lai nước Việt Nam rồi sẽ được đổi thay, Tổ quốc Việt Nam sẽ thoát khỏi gông cùm cộng sản. Hy vọng năm 2016 chúng ta sẽ trở về ăn Tết tại quê hương tự do Đà Nẵng. Chào quý vị.